Tử Vi tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, tháng 11 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Thưa quý vị, trong 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà luôn thông minh sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị. Họ thường là những người thông minh, tài trí hơn người, có nhiều tham vọng, luôn đạt được thành công, danh tiếng, địa vị cao sang. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ đến quý anh chị và các bạn về tử vi của tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976, trong tháng 11 âm lịch sắp tới. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên của tuổi Bính Thìn trong tháng 11 năm 2020 âm lịch và đặc biệt là cách hóa giải vận đen để gia chủ có một tháng suôn sẻ trong mọi công việc. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay, tổng quan tháng 11 âm lịch năm 2020. Tháng 11 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 và kết thúc vào ngày 29 tháng 11, tức ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 12 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tý. Tháng Mậu Tý có thiên can là Mậu âm thổ, khắc địa chi Tý dương thủy, tức chi khắc can, thủy, thổ là ngày cát trung đình, chế nhật. Nạp âm là Phích Linh Hỏa, tháng thuộc hành mộc, khắc hành thổ. Tháng Tý lục hợp sử, tam hợp thìn và thân thành thủy cục. Xung ngọ, hình mão, hại mùi, phá dậu và tuyệt tỵ. Đối với người tuổi Bính Thìn trong tháng 11 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Đầu tiên là ngày âm lịch mùng 7 tháng 11, tức ngày 21 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tuất. Thứ hai là ngày âm lịch 19 tháng 11 năm 2020, tức ngày mùng 2 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tuất. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với tuổi Bính Thìn trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch 18 tháng 11 năm 2020, tức ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Dậu. Thứ hai là ngày âm lịch mùng 6 tháng 11, tức ngày 20 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Dậu. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi để chọn được ngày giờ đẹp, phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976 trong tháng 11 âm lịch. Vào tháng 11 âm lịch, tuổi Bính Thìn sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của tuổi Bính Thìn sẽ tương đối ổn định, các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của bản mệnh. Vì vậy tháng này, sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Mậu dương thổ gặp thìn âm thổ nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình.
Trong tháng nếu gia chủ gặp phải những vấn đề khó giải quyết hoặc không giải quyết được, hãy nhớ mình còn có những người thân xung quanh để tìm sự giúp đỡ, hóa nguy thành an, hóa hung thành cát. Trong tháng này, các gia chủ Bính Thìn sẽ cần chú ý ngày âm lịch mùng 7 tháng 11, tức ngày 21 tháng 12 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tuất. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để may mắn, thuận lợi trong công danh, tài lộc, quý gia chủ nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, trừ phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Sự nghiệp của tuổi Bính Thìn. Vì tuổi Bính Thìn nằm trong tam hợp với Tý, mà tháng 11 là tháng Mậu Tý, nên những người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 hoàn toàn có thể mong đợi sự phát triển khởi sắc của sự nghiệp. Có thể nói trong tháng 11, tuổi Bính Thìn sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Sự nghiệp trong tháng của tuổi Bính Thìn sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của bạn, vì vậy năm nay sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Trong tháng 11 âm lịch, thầy Gia Cát nhắc nhở tuổi Bính Thìn cần phải thận trọng, kẻo gặp họa tiểu nhân. Công việc của bạn đang trên đà tiến triển tốt, vì thế mà có thể bị nhiều kẻ xấu nhòm ngó. Sự nghiệp phát triển ổn định. Sự phát triển ổn định của sự nghiệp sẽ mang lại may mắn về tài lộc, các khoản đầu tư vào thời gian rảnh rỗi cũng sẽ tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, cũng không cần quá ngông cuồng và hoang phí. Hơn nữa, do sự nghiệp của bản mệnh có những bước tiến rõ ràng trong khoảng thời gian tháng 11 âm lịch, tuy nhiên, bạn sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập. Vì thế, cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Đặc biệt bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan, thiếu chỉnh chu trong công việc. Nếu không, sẽ dễ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất vị trí của mình. Để may mắn, thuận lợi hơn, những gia chủ tuổi Bính Thìn nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ. Đồng thời, vật phẩm sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Tài lộc của tuổi Bính Thìn. Xem tử vi tháng 11 âm lịch, tuổi Bính Thìn không cần lo lắng quá nhiều về đường tài lộc. Tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 có thể may mắn kiếm được tiền. Hiệu năng là tuyệt vời sẽ dẫn đến sự gia tăng đáng kể về tiền lương và tiền thưởng. Ngoài ra, bạn giỏi đầu tư vào các dự án tài chính có rủi ro thấp và lợi nhuận thấp, có vẻ không kinh tế nên sẽ mang lại cho thu nhập cao khi được tích lũy đã đến và ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, bản mệnh là người có xu hướng chi tiêu nhiều, tất cả các loại chi tiêu sẽ tăng lên trong năm nay, cho nên bản mệnh cần phát triển một kế hoạch tốt để làm cho tất cả hài hòa và đáp ứng. Ngoài ra, trong thời điểm này, cơ hội tài lộc khá nhiều, bản mệnh nên chú ý để nắm bắt thời cơ, chớ nên để cho thời cơ trôi đi quá nhanh mà bản thân còn đang mù mờ về bước đường phía trước. Bản mệnh nên năng làm việc thiện, có thể từ đó sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Cho đi là nhận lại, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức, sẽ lợi bất cập hại. Để may mắn thành công, tăng thêm tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các anh chị tuổi Bính Thìn hãy mang bên mình pháp khí phong thủy là minh quang pháp bảo. Pháp khí được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật pháp cùng sự chất lọc, những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng, xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó, tình cảm và gia đạo của tuổi Bính Thìn. Chuyện tình cảm của người tuổi Bính Thìn có dấu hiệu phát triển khá tốt đẹp. Người độc thân chinh phục được ánh mắt của người khác giới trong những buổi tụ tập bạn bè nhờ bản tính cởi mở và hái hước của mình. Bản mệnh sẽ quen được với những người bạn chân thành, có cơ hội tìm được những người như ý muốn. Còn đối với những người đã có gia đình, bản mệnh cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và biết lắng nghe.
Trong tháng 11 âm lịch này, gia đình bạn sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng một cách thấu đáo nhất, tránh làm sức mẻ tình cảm gia đình. Để may mắn hơn trong chuyện tình cảm, cũng như nhiều cơ hội may mắn trong công danh và tài lộc, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, tam giáp khai vận, gỗ huyết long, thân, tí, thìn. Vòng là vật phẩm hộ thân, trang sức đeo tay, giúp chiêu cát lành, chiêu vận quý nhân, tăng cường sức khỏe, chiêu tài, hóa giải thị phi, tiểu nhân quấy phá, kỵ tà, hóa sát, sức khỏe của tuổi Bính Thìn. Những người sinh năm 1976 sẽ có sức khỏe tốt trong tháng 11 này, sự nghiệp trôi chảy, cảm xúc ổn định và tập thể dục thường xuyên sẽ góp phần vào sức khỏe tốt của bạn. Nhưng cần phải tránh xa rượu và thuốc lá. Năm nay, sự giao thiệp xã hội gia tăng có thể yêu cầu bạn uống và hút thuốc nhiều hơn. Cho dù sức khỏe của bạn tốt đến đâu, hút thuốc và uống quá nhiều có thể phá vỡ cơ thể của bạn. Vì vậy, tốt hơn hết, bạn nên cắt đứt hoặc giảm dần giao tiếp xã hội và chăm sóc cơ thể tốt hơn. Ngoài ra, cần chú ý các bệnh về dạ dày, đại tràng. Cần cố gắng hạn chế sử dụng các chất kích thích để bệnh không nặng hơn. Để tăng cường sức khỏe, những người tuổi Bính Thìn cần mang bên mình vòng tam giáp khai vận. Vòng tam giáp khai vận của phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, kênh Phong thủy Gia Cát đã trao đổi với anh chị về luận giải vận trình tuổi Bính Thìn trong tháng 11 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức mà chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ video của chúng tôi. Mọi người đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau.